Em xin chào tất cả cô chú anh chị yêu hoa lan toàn quốc nha. Hôm nay nhà vườn em lại lên rất là nhiều những cái mặt hàng có tại vườn nhà em cho các bác sưu tầm. Đầu tiên em lên cho các bác đây là một cái giò đùi gà tròn nhé, đùi gà tròn. Đấy, cái mầm gốc của nó siêu nhiều như này, hơn 20 cái mầm gốc đang đi ngọn như này nha các bác nhé. Mầm gốc đã dài được tầm khoảng hơn 20 rồi. Đấy, còn thân hoa của nó dài được 2, 4, 6 này, 8, cái thân này dài gần 1 mét này. Đấy, chưa ra mắt hoa đâu nhé. Đấy, cái này cũng thế này, cái này cũng thế này, đây cũng thế này. Đấy, mấy cái này chưa ra hoa đâu, bên trong thì vẫn còn nhiều thân hoa đấy nhá các bác nhá. Thân hoa rất là nhiều ạ. Mã số C29 300.000 đồng ạ, C29 300.000 đồng. Đây là giò đùi gà tròn. C29 300.000 đồng ạ. Giò tiếp theo lên cho các bác một giò chuỗi ngọc như này, mã số C47, chuỗi ngọc thì bây giờ đang bắt đầu sưng nụ hết như này rồi. Đấy, đang sưng nụ như này rồi. Đấy, lên hết nụ rồi các bác nhá. Một giò như thế này trồng trên một cái cục dớn như này. Đấy, cái này về các bác có thể đặt luôn vào chậu thì cây sẽ phát triển rất là khỏe. Mã số C41 280.000. C41 280.000 nhá, chuỗi ngọc C41 280. Giò chuỗi ngọc tiếp theo mã số C. À đây là C47 chứ, C47 280 nhá. Đây là C41 đây. C41 cũng một giò chuỗi ngọc cũng đang sưng hết nụ rồi các bác nhá. Một giò này có giá 200.000 thôi ạ. 200.000 đồng, mã số C41, 200.000 đồng, chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc, xong rồi đến hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc, đây, nụ đây. Đấy, nụ đang lên chi chít như này. Chậu này được 1 này, 2, 3, 4, 5, 6. Chậu này được 6 thân nụ nhá, được 6 thân đang nụ ạ. Đấy. Mã số C36 250.000, cái này chỉ có 2 rè thôi. Đây là 2 rè luôn. 250.000 mã số C36 hoàng phi hạc. Thân dài được hơn 50. 250.000 mã số C36 nhá. C36 250. Tiếp đến em lên cho các bác một giò đùi gà tròn. Một giò đùi gà tròn như này. Cái bộ mầm gốc của nó thì cực nhiều luôn các bác nhá, cực đẹp luôn như này. Đấy, cây rất là đẹp luôn. Chỗ này được 2, 4, 6, 8, 10. Cục gỗ này dài hơn 1m2 nhé các bác nhé. Hơn 1m2. Siêu nhiều thân hoa và mầm gốc luôn. Đấy, dễ thì di dít chi chít như này. Rồi, quá đỉnh cao luôn nhé các bác nhé. Đấy, nó như thế này. Về các bác, nhà bác nào có cái không gian rộng treo ở dàn chỗ ngoài cùng với các bác nhé, chứ treo trong giữa thì cái bên dưới sẽ cơm lắng, các bác treo bên ngoài cùng dàn luôn nha. Mã số C37 con này có giá là 1.500.000 đồng. 1.500.000 đồng nhé các bác nhé. Hoa nở hoa thì sẽ rất rực rỡ rồi này. C37 1.500.000 đồng. Tiếp theo lên cho các bác một giò hoàng thảo kèn như này. Hoàng thảo kèn. Đây các bác, cho các bác xem cái bộ mầm gốc trước của nó đây. Đây, mầm gốc đang lên đây nhá. Đấy. Quá kinh khủng luôn. Và đây, hoa đang có nụ hoa như này. Đấy, cái nụ trái vụ thôi, chứ còn nụ chính cây, những cái cây nụ chính còn đầy đấy các bác nhá. Giò này được 1 2 3 4 này, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 22 23 đấy, 23 thân tơ, được 23 thân tơ như này. Cho này mã số C40 1.800.000 đồng. 1.800.000 đồng. Về có nụ chơi luôn nhá các bác nhá. Đây, những cái nụ hoa để chơi trước đây, còn những cái này chính vụ nó sẽ vào những cái cần cây dài như này. Đấy. 1.800.000 đồng mã số C40, củ gỗ này dài 2 4 6 8 1 mét nhá. Mã số C39, chậu tóc tiên hương dừa, trồng thuần trên một cái chậu dớn như này. Đấy, chậu dưới đây. Chậu này có giá là 250.000 đồng, mã số C39. Tóc tiên hương dừa, hoa màu đỏ và rất là thơm các bác nhé. Hoa màu đỏ rất thơm, C39, 250.000 đồng. Mã số C38 cũng một giò tóc tiên hương dừa nữa. Giò này thì trồng trên một cái chậu gỗ như này. Đấy, và đây, về các bác có hoa để ngửi thử. Cái dòng này hoa đến lúc mà nó tàn hoa đi rồi. Đây là bông sắp tàn rồi nha các bác nhá. Đây là sắp tàn đây rồi, nó mới đỏ đẫm như này chứ không có đỏ tươi đẹp lắm. Đấy. Mà nó tàn đi rồi nó khô hết hoa rồi các bác ngửi nó vẫn còn thơm luôn ạ. Mã C38 250.000, dòng này nở hoa vào tầm khoảng
tháng 4, tháng 5 và hương thơm của nó, mùi dừa rất là thơm. Đây, tiếp theo lên cho các bác một giò bạch hỏa hoàng, hỏa hoàng cam, quyền bạch hỏa hoàng. Hỏa hoàng cam nhé, một giò như thế này trồng thuần trên củ gỗ lũa. Củ gỗ này được 24 gần 60 sen. Mã số C13 có giá 250.000. 250.000 mã số C13. C13 250.000. Đây là hỏa hoàng cam. Tiếp đến là một giò chun lan. Chun lan một chậu như thế này. Hiện tại đang được 10 ngồng hoa nha các bác nhé. Đây những cái ngồng hoa của nó này. 1, 2, 3, đấy, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, bên trong hai cái nữa là 10. 10 cái. Mã số C30 200.000 đồng. 200.000 đồng chun lan ạ. Mã C30. Hoa rất là thơm, được mệnh danh là nước hoa của Pháp nha. Hoa cực kỳ thơm luôn ạ. Tiếp đến em lên cho các bác một chậu hạc đỉnh như này. Chậu này được 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cây tơ. 6 cây này thì ít nhất sẽ cho các bác là 6 cần hoa rồi. 6 cần, ít nhất 6 cần rồi các bác nhá. Nhưng mà có cái củ này nó được 2 cần này, cây to này được 2 cần hoa luôn này. Đấy. Đấy, đây là cây này sẽ được 7 cần hoa. Như cây này cũng 2 cái này, đây 2 cái sao ấy, được ít nhất nó sẽ là 7 cần hoa nhá. Tính ít nhất chứ còn 7 8 9 là chuyện bình thường. Mã số C31 280.000 thôi. Chỗ này 280.000 nữa các bác nhá, C31. Hạc đỉnh. Đang nụ hết rồi. Rồi tiếp theo em lên một giò mạc xuân như này. Mạc xuân hiện tại đang lên được 1 cần hoa này. Cần này được dài được hơn 30 này. Cần này dài được 40 này. Cần này dài hơn 20 tí này. Đấy, 3 cần hoa như thế này. Mã số C32 có giá 200.000 đồng. Đây này, em bó gọn vào đây để cho cần hoa lộ ra cho các bác nhìn nó dễ nhìn thôi. Chứ còn xòe ra nó cũng xòe rất là đẹp đấy nhá. C32 200.000 đồng nhá. 200.000 đồng mạc xuân. Đấy. C32 200. Mã C33 đây là một giò bạch ngọc đuôi công. Bạch ngọc đuôi công, một chậu nhiều thân như này. 200.000 thôi các bác nhé. C33 200.000 đồng. Đấy, bạch ngọc đuôi công 200. Mã C33. Tiếp đến em lên cho các bác một chậu hoàng thảo xoắn B83. Chậu này có giá là 300.000 đồng. Thảo xoắn sao bây giờ lại có nụ nhỉ? Có cây. Có một cây đang có nụ đấy các anh nhá. Mùa này chưa phải là mùa hoa của nó đâu. Có một cây ra nụ trái vụ thôi. Đây. Được hai cái nụ rồi. Đấy. Có một cây này, được ba cái nụ. Giò này 300.000 đồng ạ, hoàng thảo xoắn nhá. Hoàng thảo xoắn mã số B83. Chậu hoàng thảo kèn. Đây, mặt hoa của nó tím rất đẹp nha các bác nhá. Cái dạ hoa này cũng hoa trái của trái vụ thôi, cho hoa của nó chính vụ là tầm khoảng tháng 3 tháng 4 nhá. Và cần và mắt hoa của trên cây này vẫn còn rất là nhiều, đến đúng vụ các bác vẫn cứ chơi được hoa nhá. Mầm gốc đang lên được 1 2 3 4 5 6 7 cái mầm gốc. 8 mầm gốc, 6 mầm bé, 6 mầm to và 2 cái mầm bé đang lên nhá, được 8 cái đấy. Trong này có giá là 300.000 đồng thôi, C42 300.000 đồng về cho các bác làm giống luôn, chơi hoa và làm giống. Đấy, hoàng thảo kèn mã C42 300.000 đồng. Chậu u lồi mã số C50. C50 u lồi thân dài nhất được 40 và lụ đang gai chi chít như này. Đấy. Ui, chậu này được 1 2 3 4 5 thân hoa thôi. Chậu này có giá là 280.000. 280.000 nha các bác nhá. Trúc Phật Bà 280.000, trồng thuần trên cái chậu phi 16 15 16 đấy. Cái này là 280.000, còn chậu này là 250.000 đây. Chậu này được 1 2 3 4 5 6 7 8 thân. Đấy, nếu mà tính cả cái thân tơ bé bé này là 9 thân tơ. Đấy, 9 thân tơ nhá. Mã số C44 250.000, cũng đang nụ ấy các bác nhá, cũng đang nụ nhưng thân dài chỉ tầm 20 thôi. 250.000 mã số C44. Tiếp đến em lên cho các bác một giò đơn cam. Đơn cam. Đấy, đang nụ như này các bác nhá. Đang nụ. Đây thì cái nụ cũng nụ trái vụ của đơn cam thôi các bác nhá, chứ chính vụ của nó tầm khoảng tháng 3 4 5 cơ. Mã số C43 250.000. Rồi. 250.000 đơn cam trồng thuần trên khúc gỗ dài được tầm 25 cm. C43 250.000 đơn cam. Hoa rất là bền nha, độ bền hoa của nó lên đến cả tháng luôn đấy. Rồi tiếp theo em lên cho các bác một giò
kiểu mỡ gà, kiểu mỡ gà thuần cực kỳ đẹp rồi. Đấy, thân dài được 24-80 cm, bông cần bông rất là dài nha các bác nhé, kiểu mỡ gà. Đấy, cái dòng này thì hoa đảm bảo hành cho các bác là hoa vàng khè luôn nha các bác nhé, tại vì đã lở hoa, đợt mùa hoa đã lở tại vườn nhà em rồi, hoa cực kỳ vàng luôn, cái vùng này em ấy rất là vàng. Hàng này là hàng rừng. Đấy, mã số C34 400.000 đồng ạ, 400.000 đồng nha các bác nhé. Đấy, C34 400.000 đồng, kiều mỡ gà, thân rất là dài, cần hoa cũng cực kỳ dài luôn ạ. Đây, lên cho các bác một giò hoàng phi hạc trồng thuần trên khúc gỗ như này. Hoàng phi hạc cũng đang nụ như này. Đấy, nụ đang gai chi chít này. Giò lấy được 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5 này, 4, 5, 6, 7. Giò lấy được 7 thân hoa thôi. 7 thân hoa cũng 250.000, mã số B90. B90 250.000, hoàng phi hạc trồng trên khúc gỗ. B36, một giò hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi bây giờ đang xuống lá hết rồi. Để những cái cây như này đã xuống lá hết rồi này. Đấy. Giò này rất là nhiều thân tơ nha các bác nhá. Cây rất là đẹp ạ. Thuần trên khúc gỗ dài được 24-60 cm. Mã số B36 250.000. 250.000 nữa các bác nhá. Hoàng thảo vôi 250.000. Tiếp đến em lên cho các bác một giò hạc đỉnh đỏ gồm có 3 cần hoa như thế này. Hạc đỉnh đỏ, cái dòng hạc đỉnh đỏ này thì cái cây đã ra hoa thì nó sẽ xuống hết lá nha các bác nhé, chứ nó không giữ lá đâu. Một cậu như này, hạc đỉnh đỏ môi tuyết nhá, chậu 3 cần hoa như thế này có giá là 250.000, mã số B81, B81 250.000. Hai cần đây, một cần đây. Nói chung là cái chum, cái đoạn trên này nó còn phải dài ra nữa nhá, như dài tầm gang nữa nó mới hết, chứ còn không, nó chưa còn lâu nó mới hết ạ. Đấy, nó còn dài lắm. Nó có lở từng bông một thôi chứ không lở một phát bung hết luôn. B81 250.000 nhé, hạt đỉnh đỏ. Mã số C18 này, chậu đùi gà 5 cánh trắng họng hồng. 5 cánh trắng họng hồng, được 1, 2, 3 thân tơ và 3 cái thân già. 3 thân này thì năm nay sẽ có hoa hết cho các bác rồi, tại vì toàn thân dài thôi. Đấy, dài như đây. Mã số C18 400.000 đồng ạ, 400.000 đồng. Mã số C18 nhé, 400. Gà này là thằng đột biến của thằng đùi gà dẹt nhé các bác nhé, của đùi gà dẹt, đột biến đùi gà dẹt. Mã số C35, một giò đuôi trồn. Đuôi trồn siêu đẹp luôn, trồng thuần trên cục gỗ lũa này, được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cây. 10 cây, cục gỗ lũa dài được 2, 4, này, 6, này, gần 80 cm nhé, 80 cm đấy, không phải gần đâu. Đấy, một giò như này có giá là 500.000 đồng ạ, 500.000 đồng. Vui trồn đẹp phết đấy. Đấy, 500.000 đồng ạ, 10 cây trồng thuần trên gỗ lũa. Mã số C46. C46, một giò u lồi. Trong này được 10 thân tơ, thân dài nhất được 60 cm, mầm gốc lên cực đẹp như này nhá. Mầm gốc đang lên cực đẹp như này. Đấy, trong này có giá là 250.000 ạ, 250.000, mã số C46, 250.000 u lồi. Chỗ u lồi tiếp theo, mã số B6. Chỗ này thân 10 thân tơ. Chỗ này thân dài nhất được gần 80 cm. Đấy, mã số B6 300.000 đồng. 300.000 đồng ạ, u lồi. Đang nụ chi chít cho các bác về chơi Tết. Mã C12. Một giò tam bảo sắc trồng thuần trên một cục gỗ lũa như này. Đấy. C12 250.000 ạ, 250.000. C12. Đây là hoàng, đây là dáng hương tam bảo sắc, dáng hương tam bảo sắc nhé. Giò nhạn 4N. Đây được 1 2 3 4 5 6 7 đang lên cặp lá thứ 8 rồi nhé. Đấy, nhạn 4N trồng thuần trên cái chậu gỗ phi 25 như này, chậu gỗ sen phi 25, mã số D61 500.000 đồng ạ, D61 500 nhé. Đấy, bản lá rất là to. Đấy, cây rất là khỏe, dễ, các bác nhìn bộ dễ là biết rồi, cây thuần lâu rồi nhá các bác nhá, thuần 1 năm tại vườn em rồi, B61 500.000 đồng. Giò tiếp theo lên đó là một cái giò kim thoa, cây rất là dài như này, rất nhiều thân tơ đây nha các bác nhé, nguyên một rề toàn thân tơ hết đây ạ. Đấy, năm nay sẽ cho các bác rực rỡ hoa luôn,
B66 250.000. B66 250.000 kim khoa. Chậu kiều mỡ gà Lâm Đồng. Kiều mỡ gà Lâm Đồng một chậu như thế này. Có giá là 250.000 ạ, 250.000. Nụ đang sưng lên chưa biết được bao nhiêu cái. Nói chung là ít nhất sẽ cho các bác là được 6 cái nụ nhé. Đang sưng lên nhiều lắm. Mã số B71 250.000 ạ, 250.000. Kiều mỡ gà Lâm Đồng thân dài được 40 rồi ạ. 250.000 mã số A71. Một giò u lồi siêu VIP về cho các bác chơi hoa Tết đây. Một chậu như thế này. Để cho các bác xem nụ chi chít này. Chi chít nụ này nhá. Chậu này được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thân hoa. Thân dài nhất được 2, 4, 6, 8, 1 mét nhá. Tại vì những cái thân nó còn cong cong như này. Đấy, nó cong hình chữ S như này. Hơn mét là chuyện bình thường luôn thôi. 800.000 đồng mã số C24. C24 800. U lồi hoa Tết. Tiếp theo một giò đơn cam. Giò đơn cam nó đây, nụ đang như thế này. Đấy, nụ này sẽ cho các bác vào hoa nở vào Tết cho các bác chơi nha các bác nhá. Đấy, năm nay ai thì nói chung là chưa bao giờ ai chơi được đơn cam hoa Tết đâu, tại vì đơn cam nó cũng nở tháng 3 tháng 4 cơ. Nhưng mà đây, hoa nụ của nó ra rất là nhiều. Rất nhiều thân nụ luôn các bác nhá. Giò này gần 30 thân tơ, gần 30 thân tơ trên một cái cục này. Đấy, mã số B60 500.000 đồng. Mọi người cũng biết rồi, mua cứ một cục nguyên bản á, cứ một cây đã 100.000 rồi, đây 20 mấy cây. Nó thuần đẹp như thế này rồi cũng không khác gì hàng nguyên bản đâu. Mã số B60 500.000 đồng, có 500.000 đồng nữa ạ. B60 500. Tiếp theo lên cho các bác một giò kim Điệp Xuân mã số D93, D93. 200.000 đồng nhé các bác nhá. D93 200.000 đồng ạ. Đây là thằng kim Điệp Xuân. 200.000 đồng trồng tuần trên khung gỗ dài được gần 40 cm như này. Giò kiều dẹt. Kiều dẹt. Đấy, ba thân tơ đẹp, long lanh như này, mã số B58 200.000 đồng. B58 200.000 đồng nhé. Kiều dẹt. Mã số C20. C20 đây là một giò đen rô xuân. Đấy, gọi là chi chít thân hoa luôn. Thân hoa chi chít luôn như này. Đấy, giò này được 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thân hoa. Được 8 thân đang nụ nha các bác nhá. 8 thân đang nụ như này. Rất nhiều thân trong này. Toàn là thân tơ luôn. Đấy, có giá 250.000 C20, C20. 250.000. Một giò kiều tím trồng thuần trên một cái chậu nhựa như này, có giá 300.000 đồng mã số C3. C3 300.000 đồng, được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 thân lá. Đấy, 11 thân lá. C3 300.000 đồng. Chậu đuôi cáo. Đuôi cáo gồm 1 2 3 4 5 6 6 cây cáo trồng thuần trên khúc gỗ như này. Đấy, phần rất là lâu rồi các bác nhé. Sang năm bắt đầu sang năm 3 rồi đấy. Mã số C19 300.000 đồng. C19 300.000 đồng nuôi cáo. Một giò trúc Phật Bà siêu to như này, 26 thân hoa, 26 thân tơ, nụ đang chi chít như này. Giò này có giá là 1.200.000 đồng mã số A74 1.200.000 đồng. Đây là thằng trúc Phật Bà nha các bác nhé. Giò này mà nở hoa thì cũng phải gọi rực rỡ luôn. A74 1.200.000 đồng. Trúc Phật Bà. Tiếp đến là một giò bạch nhạn. Bạch nhạn trồng thuần trên khúc gỗ như này. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cây. B18 200.000 đồng. B18 200.000 đồng bạch nhạn. Cây thuần rất là đẹp rồi. 200.000 đồng bạch nhạn. Chậu sơn thủy tiên họng đen. 2 4 6 7 thân lá, 7 thân lá này nhá, 7 thân tơ. Đấy, 7 thân mã số B12 có giá 600.000 đồng. B12 600.000 đồng. Sơn thủy tiên họng đen.
mã số B15 do sơn thủy tiên thường như này, vùng nguyên một dề như này. Đấy, rất đẹp này nha các bác nha, trồng trên chậu gỗ phi 25 như này. Có giá 400.000 đồng nha, B75 400.000 đồng. 400.000 đồng mã số B75. Với anh chị em ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp em với số điện thoại là 0969 444 668. Số điện thoại của em đã kết nối Zalo rồi nha, rồi em chỉ giá tất cả mọi người ạ.